Chào cả nhà buổi sáng nhá. Nay biển lại đi ăn sáng này. Đây ra quán bà họ ăn sáng. Quán này quán trong nhà. Chẳng có biển biết gì đâu. Đi mấy anh em đi muộn giờ này không biết còn cái gì ăn nữa không. Bà ơi, lúc sáng cháu điện bảo phần ít đã phần gì đây? Cũng đã hết cũ rồi. Đấy ngon. Ui giời ơi. Đèn giật trơn nhỉ chị. Đấy. Thế rồi nhưng mà cứ ngoài cái rỗ mình điện vẫn còn thì đấy, mà hết bóp cổ chị đấy, chào cả nhà nhé. Đấy mình nghe chia sẻ đấy, đấy các mấy bác đang có ăn sáng này đấy, cứ mỗi người một phẩm cháo ấy. Mỗi một tô cháo là 10 đồng, ngon lành cành đào sáng ra thế là ăn đấy là ấm bụng rồi. Cậu Hiền ăn cháo hay là uống rượu hay thích canh đấy? Ăn xong rồi là bắt cháo cho ấm ruột nhỉ? Đúng bài đấy. Đúng rồi. Đấy, cứ mỗi ông sáng ra là bắt cháo này là ấm dạ nhất trên đời. Còn gì mà bằng nữa. Thế là có hóa ra là mấy chú này ra trước mình đã gọi rồi. Tôi phải điện từ sáng đấy chứ. Tôi đi bây giờ mới về chứ. Mỗi được có một chén thôi. Một chén à? Mời cả nhà ăn sáng với anh em tôi nhá. Đấy. Ôi giời. Mời cả nhà đi. Lúc mà điện tao 5 giờ tao phải điện cho bà trước ấy, mà phần có hết luôn thì vất vả lắm, đi ăn lại ra thị trấn ăn nữa thôi. Đây là bát tiết canh của mình nhỉ? Mày quên không chào ông à? Đây cả nhà, tiết canh nồng nọn chào buổi sáng này, sờ bát vẫn nóng ghê nhỉ. Quá nhiều nước nóng đấy cả nhà. Đông lắm. Đông cứng luôn à. Đông lắm. Nhón này. Ngon ghê nhỉ. Thằng em chào anh cái này, cho tươi tỉnh buổi sáng đấy. Ngon lành cành đào thôi, chiến thôi nhỉ. Phúc ăn chưa? Cứ ăn trước đi à. Phúc. Đây là cả nhà, đây là bà họ mình đấy, thích ăn uống cái chuyện nồng nọ cái canh nó đối biển nên nó quá bình thường. Ngày nào ăn được, ăn chịu 1 năm cũng được, 10 năm cũng được. Mà ăn thậm chí không trả tiền luôn cũng được. Nên đây là người nhà mà cái gì ngon là phải phần thằng có cháu. Trông tí tuổi này thôi là nhưng mà biển phải gọi bằng bà họ đấy cả nhà. Đấy mình cứ hay ra quán bà họ là như thế đấy. Cho cái chuyện nòng nợn tiết canh ấy cả nhà là biển cứ thích ăn lúc nào là cái gì nữa. Cứ điện cứ nằm ở nhà là điện trước. Và hôm nay có cái ngon là bà đã điện cho mình rồi. Phải lấy mang về nhà làm. Không có nào ở đây là các khách nó lại bảo là có miếng ngon là cứ hai phần của cháu ngại lắm. Bác quay này, cái đoạn đỏ ở nhà này. Mời anh em, mời cả nhà ăn sáng với anh em mình nhá. Cái đầu chào buổi sáng chăm chăm nhá. Wow, được đấy. Nắc anh em ơi. Chào buổi sáng, sức khỏe. Ừ. Ăn đi rồi, cần. Bắt làm gì? Đây, quên. Đây. Gấp đây ăn đi. Anh mày biết anh làm gì có phải đũa đâu mà. Anh biển giúp em. Để ra múc. Ra được tiền tận đến nay đi ra cái gì. Đây em có tiền nhé. Đây. Bột canh của biển đấy. Còn đây cả nhà này. Nước mắm chấm ớt đây, hạt tiêu có hết đây nhưng mà mỗi người khẩu vị. Đấy. Ngồi đây có mấy anh em là mình này với thằng em này là lại bột canh thịt chó đấy mà cái này như vậy. Còn thích ai thích ăn gì thì tức đây vẫn rất số cái tam rồi. Cái tam đéo là cái này. Ống hay cần gì còn ống. Cái thằng căng cái bóng. Tên là gì là quên là gì. Ôi trời ơi. Lóc này hảo quá. Anh mình làm nữa anh biển nhờ. Ừ. Lại công nữa. Công nữa. Lại chào buổi sáng cái nữa. Chào nhà cái nữa đi. Đi. Cá trắng ở trong nhà. Anh em chúc lào hết như này. Trăm trăm. Trăm năm nha. Trăm trăm nha. Buổi sáng làm răm bảy chén đi uống chơi nó nóng hết thằng người. Con kia nó về. Về chiều thì đi xe kia đi bản. Cái món này là bình dân đồng nợ này nó bình dân nhất cả nhà. Suốt ngày thì thích ăn bữa đi thôi. Dân dã. Cái nhà đâu rồi? Về chơi trong hợp. Em đang bên ngoại mà anh sang bên ngoại được không? Mỗi, sang bên ngoại em được không? Mỗi số đàn là 20.000 đấy, mình cứ chia sẻ thẳng. Tranh thôn anh hỏi là anh chọn tranh thôn đấy.
như nhiều bạn mà anh phải ăn sáng đủ ban tiệc nồng cần mà đi đi đường mới cần mà anh sáng hôm nay anh nhận rồi luôn người cùng Thái Nẫn vào đây có thì em đang có việc của anh sang đây em đưa đặt thiếu cho anh sao phun phun gì cam nhiều khi sợ phun. Ừ, dạ dày này, đây gọi là nòng xô. Nòng xô, nòng non, nòng già, gan, tim. Đây, miếng tim này. Đây, gan thì gan nào? Ăn cái canh đâu? Vâng, thì ngơ mà. Thành đưa trần lên. Đó làm. Bây giờ vừa rồi em đi làm đấy nha, là hình như là ngồi yên lên luôn, hình như là đỡ ngay vài trăm đấy, bắt suốt. Hôm nay mua cho ông xã à? Anh em mình lại cái nữa đi nhỉ, lại làm cái nữa cho mát mẻ thằng người đi nhỉ, xong ăn món ăn xong là phá món tiết canh, phá tiết canh nhỉ. Hôm xưa ông em này cũng làm hai con thỏ này, mấy tiết canh thỏ ngon này, từ bé mà ăn tiết canh thỏ, Phúc ra ăn tiết canh thỏ chưa? Chưa. Wow. Ôi. Quả nó ngon. Ngọt, thơm ngon lắm nè. Từ bé mà ông xưa ăn quá tiết canh thỏ. Ăn không? Ngọt thật. Tiết canh rúi em ăn rồi nhưng mà mỗi tiết canh gà em dám ăn. Tiết canh gà đang ăn rồi như rúi đang ăn rồi. Tiết canh ăn rồi. Với mấy tiết canh thỏ này. Gà anh lần đầu tiên ăn, mới là ăn thịt thỏ lần hai. Cơ bản là ăn thì có đấy nhưng mà không biết làm. Nó rõ ràng như thế. Thỏ thì dễ nhưng không biết làm. Ấy mà biết anh ấy chỉ ăn mà làm nông được. Đồng thế nhỉ? Nhất là chó mèo cái này. Đánh được đấy. Thế nào chú em? Được không? Vâng. Chuẩn nhỉ? Vâng ạ. Đồng cứng luôn đúng không? Không tí nước nào luôn. Đánh nó phải đẳng cấp. Sợ bát tiết nó nóng hổi luôn. Anh ra anh cứ phải là rót nước sôi tráng bát tráng đĩa đầy đủ xong rồi rót nước sôi hòa mình dính rồi đánh. Cái này phải nói được cái bổi nó nóng. Bổi nóng. Thì đánh nó mới ấm đâu. Bổi ra anh cũng trần hết. Cho bà ba tô kia bắt đầu là đổ bổi thích vào. Cái bổi ăn, đánh trần hết nó nóng mà ăn bổi vào nó vẫn lạnh. Trần cả bổi đi. Đâu là đâu ở cái bổi. Ôi Phúc không ăn tiết canh à, quên không ăn hạt tiêu này để chắc. Không không, hạt tiêu em có quá rồi. Anh nghĩ cho mấy cái vào để cho nằm màu nằm mè. Ăn này ăn được rồi bà tươi nằm. Cái này béo lắm. Vâng. Cái này nóng hạt tiêu. Trước thằng Phi hình như bỏ quên hình như nó phải đến vẫn 2 nặng thì rồi. Hôm qua lại thì chó. Mất con chanh. Kia ngồi đây này. Hôm kia thì thỏ. Ở nhà đông chưa? Đấy. Chứ canh này là biển làm đấy nhá. Chứ không phải chủ quán đâu. Chủ quán ở đây rất nhàn, toàn là người nhà cứ ăn gì là chỉ có thái là bà chỉ việc thái thôi. Đấy, còn ai làm gì thì làm. Wow, cứng như cứng đét chưa? Đấy. Đẳng cấp luôn. Trong tiết này thì được rồi. Đâu đấy? Ơi. Như bà tươi đánh ngoài. Thì nhà trong đấy. Thì tươi. Ăn mạnh không? Gọi nuôi dậy trong đi nhá. Đang gọi cho vợ đây à? Gọi vợ em trong đây. Vợ bên ngoài thì em sang tú qua mà. Cố học cố à. Bà tươi. Bên ngoài này lấy về bên này à? Con nhóc cũng dễ ngu. À, có ngô đây à? À, đây à? Thế xin các anh kiến lên, riêng đấy nhỉ? Thế này bác lại tìm ra được... Nắc nắc đấy. Biết mặt nhau rồi bây giờ lại làm chén giao ninh thế được rồi đấy. Chính đó là quê mình vẫn là quê mình hết phải không? Đấy, đi đâu rồi đi. Bé gái Hà Nam vẫn ngon phải không? Ông em này là quen mình ở trên Facebook, quên YouTube đây này. Là fan cứng, cứ bình luận mình chẳng biết, mình chỉ biết đâu, mình chỉ là cảm ơn bạn thôi. Chỉ biết comment là cảm ơn bạn thôi. Thế là ông có tìm ra tận đây. Đấy, nó như thế, cả nhà. Ừ, đây ông đây này. Đấy là chỉ trên mạng nó là như thế, là cái trên cái Facebook của YouTube đấy. Ừ. Cái hay nói nhịu, nói ngọng nhiều. Cái canh là có ớt. Đấy. Đấy là ông em đây này, đấy là thế là bây giờ mới gọi cho mình. Đấy mới quen, nhiều người bảo quen đâu đấy. Đấy như thế, trên mạng, trên YouTube cứ phản cứng cả, cứ thế bình luận nào, mình video nào thế, mình chỉ biết cảm ơn, biết là sao mặt mũi ngang mũi dọc của người ở đâu.
Mà là người cũng ở trong tỉnh mà mình có phát hiện đâu. Mình cứ nói cho mà em là cũng là fan cứng của anh em ở độ chỗ đó thì mình còn biết. Ở Đồng Sơn đấy chẳng hạn. Ừ, là... Đồng Sơn chưa, chưa tầm nào bỏ. Em ở huyện đấy, em ở thị xã đấy, nói mẹ đi anh còn hiểu. Thi Sơn thì ở khu chỗ đấy. Nhiều người. Trước em nhắn tin anh ấy. Bà này em ở Thi Sơn đấy. Ngay ngay chỗ đằng sẽ vào gì ạ? À? Em may cây xăng luôn. Ngay đi ạ, bên cái cây xăng bên tay phải là ngày em phải đến luôn. Thì Thi Sơn chỉ mỗi cái từ cái chùa đổ lên cây xăng. Ừ được. Cái nào đấy, có gì đâu. Ngon quá. Nhưng mà mình là có con rể trong ngày mai hoặc ngày mai anh em mình làm tí tức anh chọc. Thằng đấy, thằng này mất 3.6, kia là 4 triệu một thằng, 4 triệu một thằng. Tôi đưa từ đấy là mua cháo tiếp, mua não chơi tiếp một nô tiếp tục mà đen. Ở mình cái nhà là có cái con là 01 15 665 được qua bánh cả lô là đề 12 đấy. Này 92 đấy, mày đánh mẹ lại anh đề cả đề cái lô 12 đấy, không có thế à? Tôi ra 92 đấy, hôm qua là ra 92 cả nhà này, cái kênh nó thế thì hôm qua thế này gặp ông Đồng mới đánh 12 với lại 82. Em vừa đánh đùi anh rồi. Hôm qua nàng con 88 cái kêu là gì con da đéo 8 cả tiếc. Giá thêu mà mày hôm nay thích đánh con ăn ăn kiếp là chẳng biết đỏ gì cả cả nhà. Hôm nay mới đỏ. Hôm qua hoa là ông chính của đây với ông bảo đánh đồng 7 cái quả. Qua đề ra 12 nữa. Qua sáng của tôi về vào cả buổi sáng công ty Sơn. Hôm qua đề về 12 không mà chưa cả tháng. Gì đấy mà tốt nhất bỏ ra. Ôi mặt to như là cái mầm xạ này. Ăn hết cả phần vợ con mập để ra đến nhà đấy. Sao anh nhờ để ra đến nhà đấy. Chủ ao đấy cả nhà, ông chủ đầm đấy, chủ đầm chủ đầm rộng lắm vào ăn thôi nào. Mời ông chủ cái cho này, mời ông chủ đầm cái này. Chủ đầm cái này. Hôm nào có con cá to giao lưu cái nhỉ. Anh tìm ra nhờ. Wow. Wow, nắc lại nắc vòng hai. Thì anh điền cứ phải lắc. Cứ phải lắc đều. Nắc ông chủ đầm cái nhá. Vừa chủ đầm lại vừa buôn nội gỗ. Anh em. Thế thôi, gọi là sáng ra ăn uống gặp mai, nhau nằm chém. Mời mấy bác này luôn. Điền luôn. Nằm tiếp cạnh chó. Ngồi quán quen thuộc của anh đấy. quán em mà liên tục quán ruột vào luôn thằng này quán nào nó chẳng biết ăn này suốt ngày đi ăn đi hốc từ Thi Sơn lên núi Cấm, từ Thi Sơn sang Tân Sơn, từ Thi Sơn núi Thanh Sơn ai trong Sơn. Nhưng mà ngày quán nào em đi đang làm nghề gì? Dạ điện. Ô ông sắn đâu bà tươi rồi còn làm cái em làm thêm nghề cái gì ông làm chưa. Đại sang bảo gọi ông chủ quán dạy làm cái. Cứ đầu là cầm. Đại được rồi. Lại thế. Chín mẹ già rồi, à 7 rưỡi rồi. Nòng mang về, cái đĩa nòng hôm xưa này mang về thế này này, quá dày đây là bà họ này. 4 rưỡi giá mà mày cứ ăn nòng thế. Mình nghĩ cái gọi sao là biết là nòng ngon rồi mà chả ăn. Thế là mình mới biết một đĩa thức canh thôi. Hôm đấy là bà ấy phần đang là bà phần cái đoạn đấy thôi. Đấy, thế là ra mới ý là định ăn ở đây này, nhưng mà khách quan người ta ngồi đây đầy, người ta bảo sao ông lại ăn như thế. Mình chưa được khách nó tự làm ngon ở đây. Hiểu không? Thế là ta phải mang về ta làm video ở nhà ấy chứ. Đấy. Vâng. Ý là cái ngon này ta bà thì phần trăm một đoạn còn 50 phân đây thôi mà. Thế là mang về làm video ở nhà chứ ăn ở đây thì mày ngồi bên cạnh như vậy mà sao ông ấy như thế, nó tị khách ngang nó tị nhau mà ai trả là tiền. Có miếng ngon thì chia mỗi người miếng. Ở mình nhắc phếu nhá. Hồi đấy phải tầm một đĩa đấy phải tầm 50 phân nòng non dài. Cái con này đầy luôn như thế này, đĩa thức canh gì nữa. Đĩa canh luôn. Nhưng mà hôm đấy là xếp cho nó khít nhỉ. Đã bảo rồi video em chưa bỏ chừng nào không mà. Mời. Chào chú nhà. Ôi, hôm nay à? Chào mấy thuốc chú. Nhanh lên, để trong nó. Bé đây. Bé thì nó đang ở nhà. Ngoài đồng văn thì tăng người cho họ nó ngoại, làm đấy. Thế là đang nói mà cái đĩa nòng ấy là cái ngon là mình phải mang về mình làm video. Lại nói thế sao là nhiều cái ông Trẻ Châu cũng vào cũng bình luận mà đấy sao lại ăn một mình chả lời sao gì. Mới là sao hai xong bọn nó rút thế nhỉ, bình luận đấy, chẳng hiểu cái gì nhỉ. Cái video nữa. Thứ nhất là người ta làm để người ta đăng lên để làm cái công việc như thế đúng không? Cái cần gì mà kể cả ở nhà đấy, như vợ con mình nó không thích nên thằng Trẻ Châu nó cái vào nó tiếp tục ấy. Nhưng mà vợ con mình nó không thích nên truyền hình thì trước khi ăn là mình làm vì review trước đi. Đấy, xong là làm xong rồi mẹ con nó ăn sau. Em bình luận tay tao bảo thế toàn thế ăn một mình không thích vợ con đâu. Em bình luận toàn bảo là ngon quá anh ơi. Sao chúng nó lại dốt thật thế này.
Nhưng mà nó đó nó biết làm ngon thật. Biết làm ngon. Biết làm ngon đấy đỉnh. Nào tìm chó béo không? Mình nhìn vào theo rồi. Mày biết không? Từ Tết đến giờ mới được đĩa làm kia, ngon đấy. Sáng hôm qua anh gọi anh ấy. À hôm qua hôm kia nhỉ? Hôm kia bà đi ăn tiếng anh bê đấy, anh bảo là ăn sáng đây đúng không? Đúng rồi, mày bảo anh cái bê ra bà đang ra đèn sáng. Anh bảo ra đèn sáng nhưng em bảo thôi. Đang ngồi đây rồi. Thì hôm nay em anh chở trưởng họ đấy. Anh gặp đấy. Thế mà hai anh em ngồi đấy. Ôi, chào cả nhà nha, Biển xin kết thúc video đây, cảm ơn cả nhà nha. Xong đi hay thì đăng ký ủng hộ cho Biển nha. Chào các em ơi. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Chào cả nhà nhiều cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả Chúc Phúc ơi. Xin chào nha. Bà chủ quán ấy. Đấy. Chào to rồi. Xin chào. Xin chào. Xin chào thế thôi, cái người nhà quê chúng tôi thì thực thà thế thôi.